Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình xây dựng chính quyền chuyên đề cải cách hành chính số tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh PAR Index của tỉnh Lào Cai xếp thứ 7 trên 63 tỉnh thành phố. Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023, một số tiêu chí thành phần còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Để tiếp tục cải thiện chỉ số cải cách hành chính, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ người đứng đầu các sở ngành địa phương, sự đồng hành, sẻ chia trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Nội dung này sẽ được chúng tôi tập trung phản ánh trong chuyên đề cải cách hành chính ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trước tiên là những thông tin về hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch số 217, tổ chức cuộc thi trực tuyến trên Internet tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cuộc thi được triển khai nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nội dung thi tập trung tìm hiểu quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Lào Cai, nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, chú trọng nội dung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, của các cơ quan, đơn vị, tổ chức về sự tham gia của người dân trong thực hiện cải cách hành chính, tìm hiểu các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh. Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh. Thời gian thi trắc nghiệm dự kiến được triển khai trong tháng 8 năm 2024. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công khai kết quả các nhóm chỉ số thành phần theo Bộ Chỉ số Phục vụ Người dân và Doanh nghiệp tháng 5 năm 2024 đến các sở, ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, căn cứ kết quả trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tính đến ngày 4 tháng 6 năm 2024, tổng số điểm tỉnh Lào Cai đạt được 79,66 trên 100 điểm, xếp hạng 14 trên 63 tỉnh, thành phố. Về xếp hạng, Bộ chỉ số đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát đạt 87,75 điểm, vươn lên đứng đầu 9 huyện, thị xã, thành phố. Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn đạt 82,48 điểm, đứng vị trí cuối bảng xếp hạng. Về một số tiêu chí thành phần, có 11 trên 29 sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố đạt tỷ lệ công khai minh bạch 100%, tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn, trong hạn đạt 100%. Có 3 đơn vị gồm Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc. 2 đơn vị có tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 100% là Sở Nội vụ, Sở Du lịch. 16 sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố đạt 100% về tỷ lệ mức độ hài lòng. Theo quy định, kể từ ngày 1 tháng 7, các dịch vụ công trực tuyến sẽ thực hiện thống nhất qua tài khoản VNEID. Điều này sẽ mang đến rất nhiều tiện ích. Song với địa bàn có tới gần 70% dân số là người đồng bào thiểu số, việc triển khai gặp không ít khó khăn. Rào cản không chỉ nằm ở sự khác biệt về ngôn ngữ mà còn ở hạ tầng, phương tiện để tiếp cận dịch vụ công điện tử. Qua rà soát của chính quyền địa phương, hiện Lào Cai vẫn còn khoảng 10 thôn bản chưa có 3G, 4G và 200 thôn bản chưa có cáp quang Internet. Lào Cai cũng đang còn 1/4 số hộ nằm trong diện nghèo, cận nghèo. Không phải gia đình cá nhân nào cũng có điều kiện sở hữu máy tính, thiết bị di động thông minh để truy cập ứng dụng VNEID. Để thúc đẩy thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua VNEID, mới đây Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sang VNEID từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, theo hướng dẫn tại văn bản số 3701 của Văn phòng Chính phủ. Thị xã Sapa ban hành kế hoạch triển khai Bộ Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công áp dụng tại địa phương. Theo đó, Sapa sẽ thực hiện phát phiếu khảo sát lấy ý kiến của người dân đang sinh sống ở địa phương về 8 chỉ số nội dung gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quy định của địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử, với 25 nội dung thành phần chính và 34 câu hỏi phụ.
Qua khảo sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị, điều hành và cung cấp dịch vụ công, cải thiện chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, Lào Cai áp dụng hai phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, căn cứ vào nhu cầu điều kiện cụ thể của từng đối tượng như người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, người đang sống ở thôn đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa không có dịch vụ rút tiền qua ATM, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố áp dụng các phương thức chi trả cho phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương. Có thể chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử của đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền theo quy định của pháp luật. Phương án 2, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, không có khả năng nhận trợ cấp thông qua phương thức chi trả như đã nói ở trên, và có tài khoản nhưng không có khả năng giao dịch thông qua tổ chức dịch vụ chi trả chính sách xã hội. Đến nay, tỉnh Lào Cai có 4.905 trên 24.927 người hưởng trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản. Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai hiện có gần 2.300 dịch vụ công, trong đó có gần 1.600 thủ tục hành chính công toàn trình. Tính đến đầu tháng 6, toàn tỉnh đã tiếp nhận 108.000 hồ sơ dịch vụ công. Tuy nhiên, vì nhiều lý do liên quan đến thiết bị, trình độ công nghệ thông tin của một bộ phận người dân còn bất cập, nên số lượng dịch vụ công toàn trình do cán bộ một cửa thực hiện thay cho người dân còn chiếm tỷ lệ lớn. Điều này đã tạo áp lực không nhỏ cho đội ngũ công chức tại bộ phận này. Từ đầu năm đến nay, xã Vĩnh Yên đã tiếp nhận khoảng 400 hồ sơ thủ tục hành chính của công dân, trong đó có 289 hồ sơ toàn trình. Trong số này có tới 90% dịch vụ công của người dân do cán bộ một cửa đang phải làm thay, phổ biến nhất là khai hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Điều này đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, tiến độ giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ một cửa ở cấp cơ sở. Đây cũng là thực trạng chung tại nhiều địa phương trong tỉnh. Cũng có tuổi rồi, như điện thoại cũng không biết dùng, cả tài khoản dịch vụ công cũng như thế khác không biết làm cái gì hết. Vâng, phải nhờ cán bộ xã. Không phải là trách nhiệm của cán bộ một cửa phải trực tiếp đâu, nhưng mà đấy là phải làm để đạt tiêu chí theo yêu cầu được giao. Cán bộ một cửa ấy, nếu mà trực tiếp làm công việc song song, làm trực tiếp cho cả người dân với lại công việc của ủy ban xã giao thì sẽ đảm bảo. Để khắc phục được tình trạng này, vấn đề quan trọng nhất là phải nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho người dân. Cùng với đó, giao diện thực hiện dịch vụ công toàn trình cũng cần được thiết kế để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện. Người dân chưa trực tiếp thực hiện được cái dịch vụ này. Cho nên là một phần là cái chỉ tiêu giao của huyện, của tỉnh, rồi là các ngành cấp trên mà không đáp ứng được. Nhà mạng cũng như là các hệ thống, các nhà cung cấp dịch vụ ấy, thì có thể kết hợp với nhau để làm sao đấy, để khi mà đăng nhập vào ấy, bằng một cái hình thức đơn giản nhất, đấy, ví dụ mình dùng vân tay chẳng hạn, thì ví dụ mình ấn cái thì lên là ông Nguyễn Văn A luôn, thì khi đó chỉ cứ tích vào những cái mà phần cái cần phải nhập thôi, đấy, thì nó rất thuận tiện vì người dân thì rất là khó trong cái việc đánh máy. Thực trạng cán bộ tại bộ phận một cửa phải làm thay cho người dân sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng, hiệu quả giải quyết dịch vụ công toàn trình cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh PAR Index của Lào Cai đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023, một số tiêu chí thành phần vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu và có sự phân hóa rõ rệt trong việc triển khai các nội dung cải cách. Trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, tiếp thu các khuyến nghị từ chuyên gia, các sở, ban ngành và lắng nghe ý kiến góp ý của các tổ chức cá nhân, nhiều giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính được tỉnh Lào Cai đẩy mạnh. Năm 2023, chỉ số cải cách hành chính của huyện Bảo Thắng được đánh giá xếp loại tốt là đơn vị dẫn đầu khối huyện, thành phố, thị xã. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 98,6%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình đạt 94,21%. Bộ phận một cửa xã Sơn Hà, các bộ thủ tục hành chính được công khai minh bạch để người dân dễ dàng theo dõi. Việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục luôn đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền và thời gian quy định. Nhất là với 95 thủ tục hành chính cấp xã đã được cắt giảm 30% thời gian giải quyết. Từ năm 2023 đến nay, bộ phận một cửa của xã tiếp nhận giải quyết hơn 1.400 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đạt 100%.
cán bộ xã Sơn Hà thì cũng là rất nhiệt tình, có gì để hướng dẫn từng tí đối với người dân và làm cái thủ tục hành chính đối với người dân là rất là nhanh và gọn. Tiếp tục duy trì nâng cao chỉ số cải cách hành chính, Bảo Thắng sẽ áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm mang tính đột phá trong cải cách hành chính, đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần, đảm bảo tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 100%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến đứng trong nhóm đầu của tỉnh. Chúng tôi gắn với cái giao nhiệm vụ với kiểm tra đôn đốc. Từ cái việc kiểm tra đôn đốc hàng tuần, có thể là hàng ngày, các cái thủ tục hành chính ở các cái đơn vị địa phương nếu chậm muộn là nguyên nhân lý do và tìm ra các cái giải pháp thì đấy là cái người đứng đầu, cái việc kiểm tra đôn đốc rất quan trọng. Còn tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, trung bình mỗi năm trung tâm đón trên 75.000 lượt công dân đến giao dịch, tiếp nhận trên 83.000 hồ sơ. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã đón tiếp gần 35.000 lượt công dân, tiếp nhận trên 31.000 hồ sơ. Đặc biệt từ tháng 12 năm 2023, Lào Cai đã triển khai thí điểm 35 dịch vụ công trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ giấy, càng tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Như tại quầy tiếp nhận thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, trước đây quầy thường xuyên có đông đại diện tổ chức công dân đến nộp hồ sơ. Tuy nhiên, gần đây tỷ lệ công dân đến quầy giảm khoảng 1/3. Lý do là việc cung cấp dữ liệu đất đai đã chuyển từ tiếp nhận hồ sơ giấy sang thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Từ đây, các giao dịch với công dân thuận lợi hơn nhiều khi giảm chi phí đi lại và thời gian. Như tôi hôm nay đến làm cái việc đính chữ, việc nó sai ở cái biểu đỏ, cũng đến được các đồng chí, các bộ phận tiếp và hướng dẫn, cũng rất là nhiệt tình chú đáo. Cũng phát huy như thế thì người dân đến sẽ thân thiện với chính quyền hơn. Công dân có thể ngồi ở nhà để nộp hồ sơ và cái điều đấy thì rất giúp ích cho công dân, là công dân sẽ không phải đi lại nhiều, công dân sẽ tiết kiệm được cái chi phí đi lại. Đối với cái thủ tục toàn trình thì bên Sở Tài nguyên Môi trường khi tiếp nhận thì sẽ tiếp nhận trực tuyến và trả kết quả qua bưu điện, thì công dân cũng không cần phải đến để nhận hồ sơ và nhận kết quả. Những nỗ lực đổi mới của các ngành địa phương như vừa đề cập chính là cụ thể hóa quyết tâm của tỉnh trong việc duy trì và cải thiện chỉ số cải cách hành chính. Để nhìn nhận rõ những vấn đề đặt ra trong công tác cải cách hành chính, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PA Index tỉnh Lào Cai năm 2024. Tại hội nghị, cùng với phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, các chuyên gia cũng đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp giúp tỉnh xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả. Trong đó tập trung vào việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ nội dung thủ tục hành chính, thường xuyên cập nhật mới, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy trình của thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử một cách kịp thời, đúng quy định. Chúng ta đẩy mạnh cái việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai là cái địa bàn mà cũng tỷ lệ người dân tộc thiểu số cũng tương đối nhiều. Chính vì vậy mà cũng cần phải có những cái biện pháp, có những cái giải pháp nó phù hợp, nó thiết thực hơn và nó sát thực tiễn để đảm bảo mà đáp ứng được đúng cái nhu cầu của người dân, tránh cái tình trạng mình tổ chức triển khai nó hình thức, nó dàn trải để dẫn đến hiệu quả nó không cao. Chúng ta triển khai rất là nhiều nội dung cải cách hành chính theo chỉ đạo của chính phủ, của trung ương. Thế nhưng mà về phía địa phương, chúng ta cần phải rà soát, ưu tiên nguồn lực cho cải cách hành chính, trong đó là đặc biệt là chú trọng triển khai những cái nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm mà đang được Thủ tướng Chính phủ mà chỉ đạo rất quyết liệt trong những thời gian gần đây. Chúng ta phải ưu tiên vào những cái nội dung đó thì mới có thể tạo ra được cái đột phá cái cải cách chính, từ đó nó sẽ nâng cao cái hiệu quả cải cách chính chung trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp với trách nhiệm cao, tin rằng thời gian tới chỉ số PA Index của Lào Cai tiếp tục được cải thiện, đạt mục tiêu là một trong những tỉnh được xếp vào top đầu của cả nước, góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho chuyên đề cải cách hành chính của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.